Xin tụng trì kinh Vu Lan và Báo Hiếu tưởng nhớ công đức của ba của mẹ con. Con chí thành đảnh lễ tạ ơn ba Mai Năm Tuấn pháp danh Giác Thông, mẹ hiền Đỗ Thị Phương Mai pháp danh Viên Thọ. Trong ngày rằm tháng 7 hàng năm, con xin tri ân và tưởng nhớ công đức của ba mẹ, người sinh thành dưỡng dục và nuôi dạy cho con có hình hài lớn khôn như ngày hôm nay. Con hết lòng biết ơn và bày tỏ lòng thành kính của chúng con, xin hướng về tổ tiên, hướng về ông bà, cửu huyền thất tổ, gia đình hai bên nội ngoại, họ Mai, họ Đỗ cũng như trăm họ ở trong gia đình gia tộc nhiều đời nhiều kiếp. Nguyện cho công đức của con tu học cũng như cúng dường làm phước đức này hồi hướng cầu siêu, cho tất cả đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc và cầu an cho gia đình gia đạo luôn được mọi điều may mắn, gia đình hưng thịnh đoàn viên, phước tài lộc thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. Trước điện thờ của gia đình chúng con tại gia hôm nay, con xin đánh chuông thỉnh Phật ngự pháp tòa cho con được cúng dường và dâng lên, bày tỏ lòng biết ơn hiếu thảo với cha với mẹ, bày tỏ lòng biết ơn báo hiếu với cửu huyền thất tổ và niệm trì kinh. Nguyện lời kinh tiếng kệ của con vang vọng trong vũ trụ, truyền đến tất cả mọi phương tiện. Nguyện đền ơn báo hiếu cho cha cho mẹ, cũng như gửi lời tri ân đến ba và mẹ con nơi cõi thiên liêng cực lạc. Nghi thức tụng kinh Vu Lan và báo hiếu, con xin đánh chuông. Con Phật tử Mai Đức chính pháp danh Giác Đạo, giờ này lòng thành con nghiêm trang quỳ dưới điện thờ của Đức Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Phật Mẫu Diêu Trì và ngôi Tam Bảo, kính thờ chư vị Bồ Tát chư Phật khắp cả mười phương cùng các vị chư thiên chư thánh chư thần trong Tam Giáo Hội Đồng Thánh Thần Tiên Phật, tứ đại thiên vương long thần hộ pháp tiên long bá bộ từ bi gia hộ, chứng minh cho tấm lòng thành của con dân cung. Con chí tâm đảnh lễ cúi lạy ngôi thờ Thái Dương Quang, ngôi thờ Thái Âm Quang, Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Nữ Hoa Thánh Mẫu Nương Nương cùng vạn ban ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương chứng minh. Cung hương
nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bể cổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Kỳ nguyện nay chính là ngày chư tăng mãn hạ đem đức lành phổ hóa chúng sanh chúng con một dạ chí thành cúng dường trì tụng xin đem công đức tụng trì bộ kinh này nguyện khắp mười phương ba ngôi tam bảo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật cùng các vị Bồ Tát tịnh đức chúng tăng từ bi gia hộ cho cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của đệ tử cùng tân cả chúng sanh sớm rõ đường lành thoát vòng mê muội ra khỏi u đồ siêu sanh lạc quốc ngưỡng mong oai đức vô cùng xót thương tiếp độ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Tán Phật Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loại quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tán thán ứng kiếp công cùng tận quán tưởng Phật chúng sanh tánh thường đóng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi đế châu ví đạo tràng mười phương phận báo hào quang sáng ngời trước bảo tọa thân con ánh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y đảnh lễ chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biện pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh di lạc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chí tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát tán lư hương kim lư vừa bén chiên đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báu kiết tường chư phần rõ biết ngọn hương chỉ thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát niệm chú đại bi kinh vu lan và báo hiếu dịch giả hòa thượng Thích Huệ Đăng. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô hắn ra đát na đà ra dạ gia nam mô a di đà bà lô yết đế thượng bát ra gia bồ đề tát đóa bà gia ma ha tát đóa bà gia ma ha ca lô ni ca gia hắn tát bàn ra phạt duệ số đát na đà tỏa nam mô thơ kiết lật đóa y mông a di đà bà lô kiết đế tất phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì he rị ma ha bàn đa sa mê tát bà a ta đậu dâu bằng a thể dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phạt đạt đậu đát địa ca hán na ba lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tát ra tát bà ma ra ma ra ma hê đi đà dựng cô lô ít mong độ lô phạt xà gia đế ma ha phạt xà gia đế đa ra địa rị ni tháp phật ra gia gia ra gia ra ma phạt ma ra một đế lệ hê thất na ra xâm phật ra xá lợi phạt xa phạt xâm phận ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tất trị tô đồ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế trị dạ na ra cẩn trị địa rị sát ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đa vũ nghệ tất bàn ra dạ ta bà ha na ra cẩn trị ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tấn ra tăng a một kê dạ ta bà ma ha tấn đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tấn đà dạ ta bà ha ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi thắng nghiết ra dạ ta bà ha nam mô hắn ra đát na đà ra dạ gia nam mô a di đà bà lô yết đế tước bàn ra dạ ta bà ha hắn tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha hắn tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha hắn tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ. Vòi vòi không trên pháp thấm sâu, trăm ngàn muôn kiếp có tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh Vu Lan Bồn. Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn. Ta từng nghe lời tạc như vậy, một thở nọ Thế Tôn mang trụ xá về thành Kỳ Thụ Viên Trung. Mục Liên mới đặng luận thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luận. Công dưỡng dục thâm ân giống trả nghĩa, sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thay vòng mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. Lo phẩm vận đem dân từ mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tạ che đầy hữu hầu bốc ăn. Lòng bón xẻng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đầu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mụng Kiền Liên bi cảm xót thường. Mau mau về chôn giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gánh tội rất sâu. Dầu ông thân lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng vang, đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ tà ma, ngoại đạo bốn vị thiện vương. Cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phường cửu tế mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toàn giảng, nói cho mọi người thoát khỏi ách nàng. Bèn kêu Mục Thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi.
Rằm tháng bảy là ngày tự tứ mười phương tăng đều dự lễ này. Phải toàn sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm tố cùng nhau, bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch báu màu đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thăng. Lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ phước lực tiêu khiển ách nạn. Vì ngày ấy thánh tăng đầy đủ dầu ở đâu cũng hội tụ về. Như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền na. Hoặc người đăng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thóa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đăng lục thông tấn phát và những hạng duyên giác tinh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sái ở gần chúng sanh. Đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra vận thực, đặng cúng dường tự tứ tăng thời. Hiện tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thấy đều nhờ ơn. Tam độ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như con cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời quá vãng sẽ hóa sanh về cõi thiên cùng. Người thời tuấn tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thần. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức thế này. Trước khi thọ thực đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tín gia. Cầu thất thế mẹ cha thí chủ định tâm thần quán đủ đừng quên. Cho xong định ý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi thọ dụng nên an vật thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung. Chư tăng chú nguyện viên dùng sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cú tế Phật vừa nói dứt mục liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục liên cũng hết khóc than đầu buồn. Mục liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếp cổ về ngạ quỷ được tan. Mục liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn. Lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra hà. Như sau đệ tử xuất gia Vu Lan bồn pháp dùng mà độ sanh. Độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời có thể đặng thông. Phật dạy lời hỏi rất thông ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần. Tam công tể tướng bá quan cùng hàng lệ thư vạn dân cõi trần. Như chỉ muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thâm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm sau khi kiết hạ chư tăng tụ về. Chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bá vị cơm canh. Đựng trong bình bát tinh anh chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Đặng cầu nguyện xong đường trường thọ chẳng ôm đau cũng chẳng khổ chi. Cùng cầu thất thế đồng thì lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần hạnh tu hiếu thuận
phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện thung huyên an hà hố, cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cưu tế chí thành sắp đặt, ngõ cung dường chư Phật chư Tăng. Ấy là báo đáp thù ân sanh thành, dưỡng dụng song thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ, mới phải là thính tử thiền môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồn môn, sanh tử chung thấy đồng hỷ hoan. Mục liên vời bốn ban phận tử, nguyện một lòng tính sự phụng hành. Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Kinh Vu Lan và Báo Hiếu, kinh báo đáp công ơn cha mẹ diễn nghĩa. Ta từng nghe lời tạc như vậy, một thở nọ Thế Tôn mang trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung. Chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đầy đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đạo ban lộ đành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đây lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường, nấy cớ sao thầy lại lạy xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dày công. Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì ngươi ta tỏ đầu đuôi. Đông xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu có xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật chỉ bày, vì có chọn lựa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân mình. Chớ khi đã xác tiêu hình xương, ai như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết, xương nam nữ phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sanh còn ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bị ai xót thương, cha mẹ cũng dạy dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì ngươi ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con thập hoạt cưu mang. Ta
tháng đầu thai đầu tờ sương mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng. Bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thế hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lòng cộng chung đến số tám muộn 4000. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chín tháng thì đầy đủ vóc hình, 10 tháng là đến kỳ sinh nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng sợ đau sợ khổ không cùng tỏ phân. Khi sanh đặng muôn phần khoái lạ, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo hoa nàng ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai gia hô, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê 100 phần. Điều thứ ba thầm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn uống đắng cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xu nước nhai cơm miệng con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ 10 chẳng ham châu chuốt, dành cho con cá cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phật lại bảo hoa nàng nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người. 10 phần mê muội cả 10 tông tường ơn trọng đứng dày song thân. Chẳng kinh mến quên ân trái đức, không xót thương dưỡng dụng cù lao. Ấy là bất hiếu mặt giao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cưu mang 10 tháng, cực khổ dường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặn vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi siết, sanh đặn rồi tinh huyết dằn về. Ví như thập huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo chăm sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con. Phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con nằm phía ra hố, sợ cho con ướt áo ướt chăn. Hoặc khi ghé chóc khắp thân, ắt con phải chịu 100 phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nề với con. Đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bằng quán chi. Con đau ốm tức thì lo chạy, dầu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sánh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị đầy chẳng tuân thì chớ lại bày ngổ ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường.
lời dạy bảo sông đường không kể, tiên khuyên rằng anh chị chẳng màng, trái ngang chống bán mọi đàn ra vào lui tới mắng càng người trên, vì lỗ mãng tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng, lớn lên theo lối hung hăng đã không nhận nhịn lại càng hung hăng, bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nết tập quen làm sự trái ngang, nghe lời dụ dỗ quân hoàng, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người, trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công, vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thắm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều du hí mà thôi, sau khi phá hết của rồi phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài, theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phái vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, hay tin dữ bà con cô bác cùng mẹ cha xao xác buồn rầu, thương con than khóc ưu sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lượng trà đình tử điếm phố phường ngao du, cứ mài miệt với đồ bấm chanh, chẳng mấy khi thần tính mộ khang, làm cho cha mẹ than vàng sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yếu không ai nuôi thiếu thốn mọi điều, ốm đau đói rách kêu rêu con không cấm dưỡng bỏ liều chẳng thương, phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu dễ thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi, xong đến lúc tòng phu xuất gia lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lai vãng viếng thăm lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dụng song thân ơn trọng, không nhớ công mạng nặng đẻ đau, chẳng lo báo bổ cù lao làm cho cha mẹ buồn đầu thám thay, nếu cha mẹ rầy la quở mắng trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than, tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang, nghe phận chỉ rõ mọi đàn trong hàng đại chung lòng càng thảm thay, gieo bình xuống đất lấy cây lấy củi đậm vào mình mặt mũi vào hồng, làm cho các lỗ chân lòng thải đều rướm máu ướt đầm cả thân, đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn ta quá thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó nổi than vàng làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu, trước phận tiền ai cầu trần tô, xin Thế Tôn mẫn cô bi lần, làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình, Phật bèn dụng phạm tinh sáu món, phân rõ cùng đại chúng lắng nghe, ơn cha nghĩa mẹ nặng nề không phương báo đáp cho vừa sức đâu, vì có người ơn sầu giống trà, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu gì đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền, vì có người gặp cơn đói rét nuôi xong thân dần hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thay, trái trăm
đây chưa đồng. Ví có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng xong người, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thâm sâu. Ví có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Ví có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự có biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Ví có người vì ơn dưỡng dục, tự treo mình cúng phận thế đèn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp âm thần chưa đền. Vì có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người vì công dưỡng dục, nôn sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp tâm ân chưa đền. Nghe phần nói thái đều kinh hãi, giọt lệ tràn có nỗi cầm ngăn, đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thâm ân sông đường. Phật mời bảo các hàng phận tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các ngươi muốn báo đáp ân dạy phải toan biện chép kinh này lưu truyền. Vì cha mẹ trùy chuyên phúng tụng, cũng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến ngày tự tư, thập phương tăng đều giữ lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hội đặng bày cúng dân, đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là báo đáp tu ân sanh thành, dưỡng dụng song thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, khá nên đi thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhân thật là trọng thay. Sau khi chết bị đày vào ngục, ngũ vô gián cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi thiết vi, vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tàn, rót vào trong miệng tội nhân thành hình. Một vá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đầu thấu tâm can. Lại có chó sắt rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường băng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phồng thịt thâu. Móc bằng sắt thương đao gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát như như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thay, chim mưng mổ bụng trâu cày lưỡi le. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn phần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại ngục A Tỳ, rất nặng nề ngố nghịch song thân. Chúng ngươi đều phải ân cần, thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhất là phải kinh này in chép, truyền bá ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển kinh này, ví bằng đặng mây một vị thế tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ y nhớ sở nguyện.
cha mẹ đặng xa miền không lành, lại hoa sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kinh vâng. Lại phát nguyện thà thân này nát ra, bụi cho muôn kiếp chẳng đài, dẫu cho lưỡi kéo trâu cả đến trăm ngàn kiếp, lời thầy không quên. Ví như bị bá thiên đao kiếm khắp thân này đâm chém phân thầy, hoặc như lưới trói thân này trái trăm ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức Nga Nàng kiền thiền đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặng để hiệu kinh. Ngày sau truyền bá chúng sanh dễ bề, phúng tụng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nàng nên biết, quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha cũng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rành, bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui, thấy một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tinh chắn vẹn tuyền. Đồng nhau tụ tại Phật tiền, nhân tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Bát Nhã Tâm Kinh. Tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên trần, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bày đính đang. Hạng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thấm vào trí huệ mở thông soi, thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tương cũng đồng không tương, không tương nghi như tượng sắc kia. Thọ tưởng hành thức phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không. Tỏa sanh tương nhân ông tạm đo, các pháp kia tưởng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng diệt thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy trên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngày thường chân. Vốn không ngủ uẩn âm thân, sao căn chẳng có sao trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sáng suốt đại đồng vô minh, chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao. Tứ đế cùng chẳng có nào, công chi là trí có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tân, cả nhân pháp kia đều xá nhị công. Vận lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rốt ráo chữ duyên niết bàn, quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bát Nhã là hơn pháp môn, tối thắng cõi chơn mau về. Thiệt cần chú linh tri đại lực, thiệt cần chú đúng mừng quang minh. Ấy chú tôi thường ngoài linh, ấy chú vô đẳng tinh tinh loại thần.
trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sự. Thiên nhiên chân thiệt bất hư án, làm thần chú chân như thuyết rằng: Yết đế, Yết đế ba la, Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề tát ba ha. Yết đế, Yết đế ba la, Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề tát ba ha. Yết đế, Yết đế ba la, Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề tát ba ha. Vãng sanh tịnh độ thần chú. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đế A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đế A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đế A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Bài tán thán Phật A Di Đà. Chúng Thích Tử Kiền Thiền xưng tán Đức Di Đà vô hạn lợi sanh. 48 nguyện viên thành hiện ra, tướng tốt sắc thân tuyệt vời, kim sắc tướng muôn ngàn công đức, khắp mười phương chẳng bận sánh bằng. Bạch hào hiển hiện phóng quang xoay vần, chiếu sáng vi sang năm tòa. Cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tứ đại hải dương. Hào quang hóa phận khôn lượng, hóa chúng Bồ Tát số đương hằng hà. Độ chúng sanh liên hoa chính phẩm, nước lạc ban là cánh tây phương. Chí thành thập niệm chiêu chương hiện tiền, thánh chúng dẫn đường vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Con xin niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà 108 biến. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Sám Vu Lan. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan. Phạm Vũ Huy Hoàng đốt hương đảnh lễ, mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền. Nói gương đứng mục kiền liên nguyện, làm con tháo lòng càng hảo nào. Nhớ nghĩa thân sanh, con đến trưởng thành mẹ dày gian khổ, ba năm nhũ bộ chín tháng cưu mang. Không ngớt lo toan quên ăn bổ ngủ, ấm no đầy đủ cậy có công, cha chẳng quản yếu già. Sanh nhai làm lũ quyết cùng hoàng vũ, phấn đấu nuôi con giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo. Đệ tử ân sâu chưa báo hổ phận, kém hèn giờ này quỳ trước đai sen. Chí thành cung kính đạo tràng, thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm. Hoặc thừa tự tứ hoặc hiện tham tiền, đầy đủ thiện duyên nhũ lòng lân mẫn, hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp. Còn tại thế thân tâm yên ổn, phát nguyện tu trì đã qua đời. Ác đạo xa lìa chóng thành Phật, quá ngửa trong các đức Như Lai, khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Sám Mục Liên. Con quỳ lạy Phật Thích Ca chứng minh, đệ tử tên là Mục Liên. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày, minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành. Lục thông đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gắn công. Đền ơn cho bú ấm bồng, liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian. Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn, ốm gầy đói khát trong đàn quỷ ma. Mục Liên kêu mẹ khóc la, đau lòng thương mẹ đọa xa Diêm Đình. Thành đề nhìn thấy con mình, Mục Liên cứu mẹ hết tình gắn công. Con ơi mẹ đói trong lòng, Mục Liên nghe nói không rồng thở than. Vội vàng trở lại thế gian, bới cơm một bát đem sang mẹ mừng. Và cơm vô miệng nửa chừng, chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than. Mục Liên xem thấy kinh hoàng, trong lòng đau đớn không than buồn tình. Mẹ ơi niệm Phật độ mình, trở về lạy Phật cầu xin mẹ già. Thích Ca đứng Phật phân qua, mẹ người tội nặng đọa xa nghiệp hành. Ta truyền cứu tế pháp lành, cần cầu tăng chúng tịnh thanh chú nguyện. Cầu cho phụ mẫu hiện tiền, lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa. Bảy đời phụ mẫu đã qua, về trời hướng phước sáng lòa hào quang. Vui chơi thông thả an nhàn, ngày rằm tháng bảy lập đàn trai tăng. Sắm cơm trăm món đồ ăn, trái cây ngũ quả hương đậm rõ ràng. Chiếu giường bồn nước mùng màng, dầu đường trà lá bát vàng đựng cơm. Những đồ vật quý bông thơm, thành tâm dọn tiệc lan bồn phân minh. Cúng dường tam bảo cầu kinh, chư tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang. Cầu cho thi chủ chay đàn, tâm hành thiền định vai vang chúc nguyện. Thanh đệ cố oách hết liền, ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời. Nôi gương hiếu thảo đời đời, xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con. Nhai cơm cho bú hao mòn, ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. Trời cao đất rộng mênh mông, biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn. Tu hành báo tứ trọng ân, độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành. Mục Liên đại hiếu tu hành, báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời.
Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Con hết lòng biết ơn công đức cha trời mẹ đất. Nam mô Nhất Thiên Thiện Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Nhất Thiên Thiện Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Nhất Thiên Thiện Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Hồi hướng phụng kinh công đức tu tăng hạnh vô biên thắng phước giai. Hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng quang phận sát. Nguyện tiểu tam chương trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thấy thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sinh tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa cài kiến phận mộ vô sanh. Bất thôi Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện dĩ thử công đứng phổ nguyện ngư nhân thiết ngạ đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Tam tự quy y, tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hết thảy không ngại. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Con xin hồi hướng tất cả những công đức tu học này, công đức cúng dường chùa tháp và công đức tụng trì kinh Vu Lan Báo Hiếu này, con xin hồi hướng về cầu siêu cho tất cả ba mẹ, chị em, cô dì, chú bác trong gia đình của chúng con, chín đời mười kiếp, nội ngoại hai bên họ Mai họ Đỗ cũng như trăm họ trong gia đình gia tộc. Nguyện cầu siêu cho tất cả đều được nương theo hồng ân trời Phật, hồng ân Tam Bảo, tiêu diêu siêu thoát vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho ba con Mai Năm Tuấn Pháp Danh Giác Thông, mất ngày 25 tháng 7 năm Quý Tỵ, hưởng thọ 81 tuổi, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho mẹ con Đỗ Thị Phương Mai Pháp Danh Viên Thọ, mất ngày rằm tháng Giêng năm Canh Tý, hưởng thọ 80 tuổi, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho chị con Mai Thị Thanh Liên Pháp Danh Thiện Chánh, mất ngày 22 tháng 11 năm Bính Tuất, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con hồi hướng cầu siêu cho em con Mai Trọng Tú Pháp Danh Giác Trí, mất năm 1978, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con cũng nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia trái chủ, oan gia nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, nay đều được nương theo hồng ân trời Phật, hồng ân Tam Bảo tiếp dẫn cho tất cả các quý vị tiêu diêu siêu thoát siêu thăng tịnh độ về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật từ bi tiếp dẫn. Con cũng nguyện cầu cho quốc thái dân an, cầu cho thế giới hòa bình, đất nước Việt Nam phồn thịnh, tất cả những thiên tai dịch bệnh đều được chuyển hóa và tiêu trừ. Nguyện hồi hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng tu học đạo đều được trọn thành quả vị vô thượng bồ đề, hướng về đến bờ chánh đẳng chánh giác. Con cũng nguyện đem công đức đền trọng ơn báo hiếu với cha với mẹ và ông bà tổ tiên, hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em hiện đời cũng như các con các cháu nhỏ trong gia đình là thế hệ tương lai tiếp nối ông bà cửu huyền thất tổ và cha mẹ. Hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em con cháu trong gia đình luôn được mọi điều may mắn, gia đình hưng thịnh đoàn viên, phước tài lộc thọ, miên trường sở nguyện sở cầu như ý. Con xin gửi lời cầu an, lời cầu chúc phúc đến cho tất cả gia đình anh chị hai con Mai Thị Nguyệt Ánh, anh Nguyễn Như Sơn và tất cả các cháu Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Mai Quang Anh và các cháu dâu cháu rể Lê Duy Quang, cháu Ác và các hàng cháu cố Nguyễn Lê Thanh Trúc, cháu Mệt Theo. Con xin gửi niệm lành lời cầu chúc phúc đến cho gia đình anh chị ba con Mai Thị Nam Phương, anh Lê Văn Ly và tất cả các cháu Lê Thị Hương Giang, Lê Thị Phương Vi cùng các cháu rể. Cầu an cho tất cả các cháu Lê Cindy Cát Tường, Lê Thanh Long Len. Nguyện cầu trời Phật gia hộ che chở cho chị em chúng con, gia đình chúng con đi đến đâu cũng được hồng ân trời Phật gia hộ đi đến nơi về đến chốn, làm tất cả mọi công ăn việc làm sự nghiệp đều được
trọn vẹn như ý, thành công, dồi dào sức khỏe. Con xin cúng dường tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Ngày rằm tháng 7 con chí thành dân cúng. Thời khóa tụng trì kinh kệ và cúng dường chư Phật, chư vị Bồ Tát, cha trời mẹ đất, Đức cha Ngọc Hoàng, Thượng Đế Đức Phật Mẫu Diêu Trì đến đây là hết. Con xin bái kiến.